Dạ, công ty Nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị. Em là Tiến, thì hôm nay em về ấp 2 của xã Bình Sưng thuộc thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô đất nền nằm trên mặt tiền đường đan bê tông 3m này cô chú anh chị ơi. Giá chỉ có là 570 thôi nha. Có hộ cư nè, chủ sẽ bao trọn gói giấy tờ luôn và giá cả sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha cô chú anh chị. Thì đây là cái lô đất mà em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem nè. Đất nền đổ cao ráo bằng mặt đường luôn nha cô chú anh chị. Thì cái vị trí này nè, cô chú anh chị mình đi khoảng tầm 200m thôi. Ra mình sẽ ra con đường tỉnh lộ 873 nha cô chú anh chị. Một hướng về trái là mình sẽ đi về hướng quốc lộ 1, hướng quốc lộ 50. Còn mình về phải là mình sẽ đi về hướng cầu Bình Sơn. Mình đi vào trung tâm thành phố Gò Công nha cô chú anh chị. Còn cái hướng này nè, thì mình đi khoảng tầm 500m thôi. Mình vào vài hộ dân nữa là đường cùng ha cô chú anh chị. Thì khu vực này là, vô đây là nhà hàng xóm nè. Phía bên ngoài này thì cũng là nhà hàng xóm cô chú anh chị, khu vực đông dân cư, điện nước wifi là có đầy đủ luôn. Ở đây thì người ta cũng đã đắm cắm trụ đèn đường luôn nè cô chú anh chị. Hả? Ha. Rồi quay lại miếng đất của mình thì ngang năm mình sẽ tính từ ngay chỗ cái vị trí này nè cô chú anh chị. Mình đo ngang quanh đây là 5m, sâu vào xuống hết đất luôn là 30m nha. Thì có là full hộ cư luôn và chủ bán với giá là 570 triệu bao giấy tờ nha cô chú anh chị. Giá cả là mình sẽ đi xem, mình gặp trực tiếp, mình thương lượng với chính chủ luôn. Thì từ cái con đường lộ đan này nè, mình di chuyển 200m thôi là mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 873. Một hướng là mình đi về hướng quốc lộ 50, một hướng là mình đi cầu Bình Sưng, mình vào trung tâm thành phố Gò Công luôn. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một lô đất ở thành phố Gò Công để mình về đây mình xây dựng ở định cư lâu dài mà tài chính thấp nữa thì mình có thể quan tâm đến lô đất này nha. Em thấy là bây giờ là cái sổ cũ á, thì là thuộc về thị xã Gò Công nhưng mà bây giờ là thị xã Gò Công đã lên thành phố Gò Công rồi nha cô chú anh chị. Thì miếng đất này là sổ sẵn nè, công chứng trong ngày nha, giấy tờ pháp lý là rõ ràng luôn. Thì cô chú anh chị mình nhìn xem nha, khu vực này là rất là đông dân cư luôn á. Đất cao ráo sạch đẹp nè, không có mồ mả nha. Để em xuống cái vị trí cuối đất á, em chỉ cái ranh cho cô chú anh chị mình xem nha. À, ở dưới đất thì chủ cũng đã cắm trụ ranh sẵn cho mình rồi nha cô chú anh chị. Đó, là ngang năm mình đo qua đó nha. Phía sau đất là tiếp giáp đất hàng xóm. Khu vực này là đất nước ngọt nha cô chú anh chị. Điện nước wifi có đầy đủ luôn. Mình sử dụng nước hàng ngày là nước giếng, nước bung tên nha cô chú anh chị. Ở đây người ta gọi nước giếng nhưng mà thật ra là đó nước là nước nước máy á, nước phun tên. Khu vực này cũng không có bị nhiễm mặn hoặc bị nhiễm phèn nha. Đất thì chủ đã san lấp mặt bằng nè, cao gần mặt đường luôn. Khu vực gần các tiện ích xung quanh thì mình đi di chuyển ra đây khoảng tầm 600m thôi là mình sẽ ra tới ngay ủy ban nhân dân của xã Bình Sưng luôn nha cô chú anh chị. Thì đầu tiên đất của mình sẽ quay về hướng bắc nha cô chú anh chị. Thì nếu mà cô chú anh chị mình có hợp cái hướng phong thủy này nè, mình có thể đi xem, mình gặp trực tiếp chủ luôn, mình thương lượng nha cô chú anh chị. Đất mình sẽ quay về hướng bắc nha. Thì mình từ vị trí này nè, mình di chuyển tầm 200m thôi. Con đường này là con đường tỉnh lộ nha cô chú anh chị, tỉnh lộ 873. Đây mình di chuyển ra tới ngay chỗ trường tiểu học Bình Sưng nè. Thì mình đi chỉ có là 800m thôi nha. Đó. Kế tiếp ở đây là chỗ cầu Bình Sưng nè, ủy ban nhân dân xã ha cô chú anh chị. Đó, con đường này rất sầm uất luôn. Thì mình di chuyển đâu đó khoảng tầm là 2 phút thôi. Còn từ vị trí miếng đất của mình mà cô chú anh chị mình di chuyển vào trung tâm thành phố Gò Công thì mình đi chỉ có là 13 cây số thôi. Còn mà cô chú anh chị mình về đến bến xe theo quận 8 thì đâu đó mình đi chỉ có khoảng là 40 cây số à cô chú anh chị. Từ vị trí đất của mình mà cô chú anh chị mình về bến xe quận 8 thì đâu đó chỉ là 40 cây số thôi nha. Đã rồi thì em xin nhắc lại cho cô chú anh chị mình dễ hiểu nè. Thì đất của mình sẽ nằm trên mặt tiền đường lộ đan 3m, ô tô là mình đi thoải mái nha. Diện tích là ngang năm
dài là 30, trong đó là thổ cư 100% luôn, thuộc về ấp 2 xã Bình Sơn, thuộc thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị. Đất mình sẽ quay về hướng bắc. Khu vực này là đông đúc dân cư hiện hữu luôn, điện nước wifi là có đầy đủ luôn nha. Giá chủ bán là 570 triệu, sẽ bao trọn gói giấy tờ luôn. Thì đã có sổ hồng sẵn nè, cô chú anh chị mình muốn công chứng lúc nào cũng được luôn. Thì nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm, mình gọi ngay số điện thoại bên dưới màn hình để mình đi xem đất, sau đó mình gặp chính chủ luôn, mình thương lượng thêm nha cô chú anh chị. Rồi thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này của em ạ.